Xin mến chào quý vị đến với kênh TV Phúc An. Trong quá trình đi tìm hiểu các cuộc chiến tranh ở Việt Nam, chúng tôi nhận được rất nhiều bình luận đối lập của quý thính giả. Và chúng tôi nhận thấy một điều, mặc dù chiến tranh đã đi qua gần 45 năm, nhưng sự khác biệt về quan điểm hệ chính trị là vô cùng lớn. Nên chúng tôi mạnh dạn đi tìm hiểu một số vấn đề về chia rẽ, hòa giải và hòa hợp dân tộc. Và để giải quyết được nó đúng là một bài toán khó, cần kiên trì và lâu dài, mà những nhà cầm quyền cần phải có những chương trình và kế hoạch bền vững. Nhìn về lịch sử thì Việt Nam là một quốc gia phải trải qua một thời gian rất dài các cuộc chiến tranh. Việc thay đổi nhiều nhà cầm quyền với các chính sách, thể chế, văn hóa khác nhau đã làm cho những mâu thuẫn chia rẽ trong lòng dân tộc đã diễn ra hết sức nặng nề. Đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam đã từng bị chia cắt nhiều lần, nhưng đáng kể là hai lần chia cắt. Lần chia cắt thứ nhất là thời kỳ Trịnh Nguyện phân tranh năm 1600 đến năm 1787. Lần một bắt đầu từ khi chúa Nguyễn Hoàng ly khai khỏi triều đình nhà Hậu Lê và kết thúc khi quân Tây Sơn tiến ra Bắc tiêu diệt chúa Trịnh. Lần hai là lần chia cắt thời chiến tranh Việt Nam năm 1954 đến năm 1975. Lần này bắt đầu từ Hiệp định Geneva năm 1954 cho đến khi Sài Gòn thất thủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và Việt Nam thống nhất trong hòa bình về mặt nhà nước ở năm 1976. Sự chia cắt Việt Nam là tình trạng cắt cứ sâu sắc và phân tranh mạnh mẽ, quyết liệt trên các vùng miền của các lực lượng chính trị, xã hội, quân sự và ý thức hệ ở nước Việt Nam. Trên danh nghĩa thì Việt Nam chưa bao giờ bị chia cắt thành các quốc gia riêng biệt. Vào thời chúa Trịnh và chúa Nguyễn phân tranh thì hai miền đằng ngoài và đằng trong vẫn tuyên bố trung thành với nhà Hậu Lê, và hoàng đế nhà Lê vẫn được cả chúa Trịnh và chúa Nguyễn công nhận là vua cai trị toàn bộ nước Việt Nam. Lần chia cắt thời chiến tranh Việt Nam, giới tuyến quân sự tạm thời quy định trong Hiệp định Geneva không được gọi là biên giới quốc gia hay một nhà nước chính trị, mà chỉ là ranh giới hòa bình tạm thời giữa hai vùng tập kết quân đội chính thức. Cả Hà Nội và Sài Gòn lúc bấy giờ cùng tuyên bố là chỉ có một nước và dân tộc Việt Nam duy nhất dựa trên hiến pháp và theo ý thức hệ của dân tộc chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra còn có sự khác biệt lớn trong các nền văn hóa và tín ngưỡng ngay chính trong dân tộc đã làm cho việc giải bài toán hòa giải và hòa hợp dân tộc Việt Nam vô cùng khó khăn. Hòa giải và hòa hợp dân tộc của Việt Nam là một khái niệm để chỉ sự hòa giải những mâu thuẫn hiện đại trong nội bộ người Việt phát sinh từ năm 1920 đến nay. Hòa giải và hòa hợp dân tộc từng được nhắc đến trong Hiệp định Paris năm 1973. Sau đó thì được những người cộng sản và lực lượng thứ ba theo đuổi những thất bại, vì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cự tuyệt với việc thực thi hiệp định này bằng cách cản trở thành lập Hội đồng Quốc gia Hòa giải và Hòa hợp dân tộc, cũng như từ chối thành lập chính phủ liên hiệp ba thành phần theo Hiệp định Paris. Sau năm 1975, những người từng phục vụ chế độ Việt Nam Cộng Hòa buộc phải đi học tập cải tạo, số khác thì đi lưu vong. Họ và con cháu của họ vẫn sợ bị nhà nước sở tại phân biệt đối xử, dù cả hai đều rất muốn hòa giải, đoàn kết và ôn hòa. Hòa giải và hòa hợp vẫn rất khó khăn vì nhiều lý do phức tạp từ cả hai phía, do về ý thức hệ, về quyền lợi. Về nguyên nhân mâu thuẫn, ngay từ những năm 1920, với sự lan truyền của chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa cộng sản vào Việt Nam, những người Việt Nam yêu nước đã bắt đầu có sự khác biệt về ý thức hệ và đường lối cai trị đất nước. Sau khi độc lập, một số người đi theo cộng sản như Hồ Chí Minh, có người muốn theo chủ nghĩa Bảo Hoàng hoặc chủ nghĩa tư bản như Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Ngô Đình Diệm, Cường Đệ, Duy Tân. Điểm chung là họ đều theo chủ nghĩa yêu nước và có tinh thần dân tộc, nhưng mâu thuẫn trong phương pháp và quan điểm khiến cho sự thống nhất trong tư duy và hành động không cao, gây tổn thất và chia rẽ cho phong trào dân tộc và yêu nước Việt Nam.
Dù họ đều muốn giành độc lập tự do cho Việt Nam và công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Năm 1945, các đảng phái có ý thức hệ khác nhau và bắt đầu đấu tranh với nhau. Việt Minh thực hiện cách mạng tháng 8 và thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Các đảng phái quốc gia sau một thời gian ngắn tham gia chính thể này đã rời bỏ chính phủ, thành lập quốc gia Việt Nam. Chiến tranh Đông Dương nổ ra giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa do Liên Xô và Trung Quốc ủng hộ chống lại Liên Minh Chống Cộng là Pháp và quốc gia Việt Nam do Mỹ ủng hộ từ năm 1949 đến năm 1954. Bắt đầu từ năm 1954, Hiệp định Geneva được ký kết lấy vĩ tuyến 17 dọc sông Bến Hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị làm phân định giới tuyến quân sự Bắc Nam tạm thời cho Việt Nam, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 1956. Cùng từ đó, vĩ tuyến 17 thành nơi chia cắt Việt Nam thành hai khu tập kết quân sự trong suốt 22 năm xảy ra chiến tranh Việt Nam cho tới năm 1976. Các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau của các nhà nước như Đế quốc Việt Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cộng hòa Tự trị Nam Kỳ, Quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa, Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các chính sách chiến tranh, gia vàng hóa chiến tranh của Pháp, Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, gây thiệt hại cho các tầng lớp dân cư và các xung đột ý thức hệ do chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, góp phần tạo ra mâu thuẫn và chia rẽ lớn trong lòng xã hội Việt Nam. Theo báo Nhân dân, các phần tử cơ hội chủ nghĩa thường lợi dụng việc chống phá quá trình hòa hợp hòa giải dân tộc để có các vị thế trong nền chính trị. Vấn đề ở đây là họ cấu kết với các thế lực nước ngoài để thực hiện mưu đồ của mình. Cũng theo báo Quân đội Nhân dân, việc các cá nhân cực đoan trong xã hội có những hoạt động gây chia rẽ đã khiến quá trình hòa hợp và hòa giải trở nên khó khăn. Quá trình hòa hợp và hòa giải dân tộc còn gặp nhiều khó khăn khi các thế lực không có thiện chí với chính quyền Việt Nam, kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, tư tưởng bài ngoại, bảo thủ. Các thế lực này muốn dân tộc Việt Nam lao vào một cuộc chiến tranh đổi ra số thịt, như đã diễn ra một số nước, thông qua các việc kích động, dung dưỡng cho quan điểm đề cao lợi ích cục bộ của mỗi dân tộc, chia rẽ tình đoàn kết thống nhất và từ bỏ những lợi ích chung của dân tộc Việt Nam để kích động đồng bào dân tộc ít người tham gia các phong trào ly khai. Mục đích của những người này là chia cắt Việt Nam thành nhiều vùng miền, khu vực tự trị của đồng bào dân tộc thiểu số, phá vỡ sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sự chống phá còn đến từ việc tuyệt đối hóa tính biệt lập đặc thù của mỗi tôn giáo, đề cao tôn giáo mình, phủ nhận hoặc xem thường về thái độ miệt thị các tôn giáo khác và những người không theo tôn giáo, chỉ thấy quyền lợi của tôn giáo mình, chà đạp lên quyền lợi tôn giáo của người khác và nuôi dưỡng ngày càng sâu mối hận thù với các dân tộc tôn giáo khác. Trong lịch sử đấu tranh nhân độc lập của dân tộc Việt Nam đã chứng minh các nước đế quốc có mưu thôn tính Việt Nam đã tính toán để nó mưu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo để tạo dựng tay chân từ bên trong để chống phá nhân dân Việt Nam. Cũng theo báo Công an Nhân dân, một trong những khó khăn khác là các thế lực không còn thiện chí với chính quyền Việt Nam đã lợi dụng bóp méo lịch sử cũng như lợi dụng lòng hận thù của những người Việt từng tham gia các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam do nước ngoài thực hiện để chống phá quá trình hòa hợp và hòa giải dân tộc. Một bộ phận người Việt ở nước ngoài vẫn ôm chặt tư duy cũ, chống đối và định kiến về nhà nước cầm quyền. Khi nhìn lại các thực thể lịch sử, một số thông tin ở nước ngoài do các thế lực không có thiện chí với chính quyền Việt Nam đã bóp méo sự thật, quy chụp cho rằng chính quyền trong nước đối xử thậm tệ với những người từng phục vụ cho chính thể Việt Nam Cộng Hòa và không hề quan tâm việc hòa giải, hòa hợp dân tộc. Những người này đặt nặng tâm lý thắng thua nên cho rằng người Việt không thể hòa hợp và hòa giải. Đặc biệt, những người không có thiện chí với chế độ chính trị trong nước vu cáo Đảng Cộng sản và chính quyền trong nước đã bỏ rơi kiều bào ở nước ngoài để phủ nhận việc Đảng Cộng sản luôn coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.
Những người này còn lập lờ khi cho rằng những người Việt ở nước ngoài do không chấp nhận chế độ chính trị trong nước, trong khi phớt lờ thực tế là ngày càng có nhiều kiều bào hồi hương hay về thăm quê. Để tránh các thế lực không có thiện chí với chính quyền Việt Nam, những người Việt xa xứ nên trở về để trải nghiệm thực tế đang diễn ra trong nước, để cùng xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử do quá khứ hay thân phận giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai. Về vấn đề đa nguyên đa đảng, phía chính quyền trong nước cho rằng đa đảng là không cần thiết do lịch sử đã chứng minh đa đảng không có lợi cho lợi ích quốc gia. Lịch sử Việt Nam đã có thời kỳ đa đảng, và khi đất nước bị xâm lược hoặc trong những tình trạng khó khăn, các thế lực muốn xâm lược Việt Nam thường lợi dụng tình trạng đa đảng để gây mất đoàn kết nội bộ của Việt Nam, làm nội bộ người Việt chống người Việt, khiến Việt Nam suy yếu, tạo điều kiện cho bên ngoài chứ không chống lại giặc ngoại xâm. Theo báo Nhân dân, thì việc thực hiện hòa hợp và hòa giải dân tộc thông qua việc chuyển đổi thể chế chính trị sang đa nguyên đa đảng sẽ khiến quá trình này không những không hiệu quả, thậm chí là phản tác dụng khi không có cơ quan thống nhất ý kiến của các bên tham gia. Thậm chí đa đảng sẽ tạo cơ hội cho các thế lực không có thiện cảm với nhân dân Việt Nam lợi dụng sự mâu thuẫn trong các đảng, trong hòa hợp, hòa giải dân tộc để gây mất độc lập, chủ quyền của Việt Nam, từ đó là phương hại đến lợi ích của nhân dân Việt Nam. Theo báo Tạp chí Cộng sản, thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo Việt Nam hoàn toàn không đồng nghĩa với việc mất dân chủ, triệt tiêu dân chủ, thậm chí còn vừa phát huy dân chủ, vừa bảo vệ được quyền lợi chính đáng của nhóm nhỏ. Từ đó, quá trình hòa hợp, hòa giải dân tộc không cần sử dụng và không nên sử dụng phương thức đa nguyên đa đảng. Thực chất, luận điểm đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập là luận điểm mang nặng tính chất mì dân, rất dễ gây nên sự ngộ nhận, nhất là đối với những người có nhận thức hạn chế. Và quá trình này không những không làm cho Việt Nam mạnh lên mà còn khiến cho Việt Nam yếu đi. Do thực tế trên thế giới đã chứng minh, đa nguyên đa đảng sẽ tạo nhiều cơ hội để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ hơn là duy trì chế độ một đảng lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ năm 1946, khi chúng ta giành chính quyền sau cách mạng tháng 8, có những người đứng về phía Pháp, nhưng Hồ Chí Minh đã nói: "Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi, năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài, nhưng ngắn dài đều hợp ở một bàn tay. Mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên, ta phải khoan hồng đại độ, ta phải nhận ra rằng đã là con cháu Lạc Hồng, thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tinh thần ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đoàn kết. Có đại đoàn kết thì tương lai chắc chắn sẽ vẻ vang." Tôi nghĩ rằng cách nhìn nhận của Bác, lời dạy của Bác từ đó đến nay đã thấm trong lãnh đạo Việt Nam qua các thời kỳ, cũng như nhân dân trong cả nước. Cho dù có lúc đứng đối diện với nhau, cho dù có những khi đã chĩa súng vào nhau, dù mỗi bên đều đã mất mát người thân của mình, nhưng nhớ lại lời dạy của Bác thì chúng ta đều có một gốc cả. Chúng ta đều là con cháu của Vua Hùng, đều có lòng yêu nước. Bác Hồ nói rất hay: "Ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc." Đó chính là điểm tựa để chúng ta cùng hướng về quê hương. Năm 2005, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu: "Suy nghĩ của tôi chỉ đơn giản là làm sao để không còn những nhà lãnh đạo phải trưởng thành từ chiến tranh như chúng tôi nữa. Chiến tranh đã qua đây cách mấy chục năm. Chúng tôi đã chuyển giao quyền lãnh đạo cho các thế hệ kế tiếp. Nói như thế có nghĩa là tôi mong chiến tranh phải thật sự thuộc về quá khứ. Một quá khứ mà chúng ta mong muốn khép lại. Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là vết thương chung của dân tộc, cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm cho nó thêm rỉ máu. Đối với Việt Nam, nhất là ở miền Nam, tôi thường biết và hiểu
Nhiều gia đình đều có hai bên hết. Chúng ta đang nắm quyền lãnh đạo nhà nước, muốn để mọi người Việt cùng chung tay hàn gắn, chung tay tạo dựng, thì chúng ta phải thực tâm, khoan dung và hòa hợp. Ngày 30 tháng 4 năm 2007, trả lời phỏng vấn BBC, ông phát biểu: Tổ quốc Việt Nam của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải của riêng của những người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả. Hơn 30 năm rồi, năm nay nữa là 32 năm, không có lý do gì để chúng ta với nhau không hòa giải được. Tôi đã đặt vấn đề này và cũng viết trong một số bài rằng có cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội là đúng. Còn có người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình. Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không riêng của một đảng, một phe phái tôn giáo nào. Ông cũng cho rằng đã tới lúc bỏ lại phía sau những chia rẽ mà theo ông nhiều do nước ngoài can thiệp gây ra. Theo ông, chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường. Và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng. Chính phủ không nên áp dụng biện pháp hành chính đi đầu với họ, trừ phi là con người hoặc sự việc đó có nguy hại đối với đất nước, nhưng không được quy chụp người ta. Trong một phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngày 27 tháng 4 năm 2015, khi trả lời phỏng vấn của báo điện tử Vietnamnet về hòa giải và hợp dân tộc, đã nêu quan điểm: Tôi hiểu có những mức độ chấp nhận khác nhau về chuyện hòa giải, có những nghịch lý tồn tại, nhưng bước qua lệnh răn đâu đơn giản. Có những người chứng kiến sự hy sinh của dân tộc quá lớn, họ cứng như thép, không thể xoay chuyển được. Có người cho rằng, thôi đã 30, 40 năm rồi, hãy hòa hợp, hòa giải nhanh đi. Nếu nhìn vào những mất mát, hy sinh to lớn, xét về nguyên tắc là không thể nhân nhượng, bỏ qua được. Nhưng xét về tình dân tộc, nghĩa đồng bào, đã 40 năm rồi, thì trong quan hệ có thể cởi mở, mềm dẻo, đối xử nhẹ nhàng, như nghĩa trang bình an được dân sự hóa, có thể coi là một bước chuyển trong chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc. Giờ thân nhân họ có thể về viếng mộ thắp nhang, nhưng cũng nhiều năm mình mới làm được. Chúng ta đã làm được rất nhiều, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 36 đề ra, nhưng trên hết tôi vẫn trăn trở mong muốn có một cuộc gặp mặt rộng lớn nào đó với những tuyên bố mang tính đại xá. Tất cả chuyện cũ hãy cho nó qua đi, lật lại một trang mới. Cái đó tôi muốn gọi là một điểm đột phá. Hay như những người tham gia trận chiến Hoàng Sa năm nào, nếu tính về bảo vệ tất đất, bảo vệ đạo của Tổ quốc, thì còn ghi công, vinh nhiên không? Theo tôi, cái gì làm được, có ít thì nên làm, nên lấy ý kiến của dân, chắc được nhiều người đồng tình. Tiến sĩ Vũ Minh Giang thấy sự khốc liệt của chiến tranh đã hủy hoại không chỉ thể xác mà còn đối với tinh thần của dân tộc Việt Nam. Nó chia rẽ những người Việt Nam với nhau giữa bên thắng cuộc và bên thua cuộc. Bên nào cũng có cái lý của bên nào. Phía bên này thì cho rằng mình là chính nghĩa đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng đất nước. Và họ cho rằng chủ nghĩa cộng sản là đúng đắn. Phía bên kia cũng nói rằng mình chống chủ nghĩa cộng sản, chống khỏi khối cộng sản quốc tế và chống một số ít người Việt theo chủ nghĩa cộng sản là đúng đắn và chính nghĩa quốc gia. Ông cho rằng là đã đến lúc người Việt không nói về câu chuyện thắng thua nữa, cứ loay hoay chuyện bên này thắng, bên kia thua sẽ không có lời giải. Đã đến lúc người Việt Nam cần phải vượt qua chuyện thắng thua, vươn tới một cái cao hơn. Đất Việt, Việt Nam đang cần một khối đại đoàn kết toàn dân để đối mặt với những thử thách mới, để giải quyết những bài toán mới trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây mới chính là cái để người Việt cùng cần hướng tới. Chúng tôi xin mời lời phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang để kết thúc cho phóng sự này. Đất nước chúng ta đã không ngừng mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, cùng có lợi, và hầu hết các nước trên thế giới, kể cả những nước trước đây từng là cựu thù của chúng ta. Vì vậy,
Không có lý do gì để còn bất kỳ ai trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài còn định kiến, mặc cảm về quá khứ mà cản trở, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Không có hòa hợp, hòa giải dân tộc nếu còn đặt dưới những sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đó là một cái đặt vấn đề không logic và không chính xác.